cướp của cô đồng nát. Ai sách báo cũ đổi ban không? Ai sách báo cũ đổi ban nào? Lúa, Lúa ơi. Ơ, chị Hồng, chưa mua được cái gì à? Ra đây, chị để chỗ sách này cho, vừa mua được khách quen đấy. Dạ, thôi chị à, mãi chị mới mua được, em không lấy đâu. Cô làm sao đấy, lấy đi, xe chị đầy rồi đây này. Thôi chị à, em đi rao chỗ khác kiểu gì chả có khách. Còn bé này, chị để cho cô là chị cũng lấy tiền chứ chị có cho không đâu. Chị... Chỗ này 10 kg, cô đưa chị 40 ngàn là được rồi. 40 ngàn sao được, em gửi chị 60 ngàn nha. Kìa chị, em không nhận đâu. Thế này đi, không tranh cãi nữa. Thôi, chị thấy cũng được rồi, hai chị em mình về nhập cho đại lý rồi chiều đi tiếp. Dạ được, chị em mình đi thôi. Trời ơi, có sao không? Ui da, đau quá. Trầy hết chân rồi đây này. Chị có miếng dán này, để chị dán lại cho. À, cướp, bà con ơi, cướp. Mình biết con hẻm này, nó là con hẻm cục. Cướp, bà con ơi, cướp. Chắc chắn hắn sẽ lộn lại đầu kia, mình sẽ chặn đầu này. Bỏ cái túi đi, cứ cố sống chết với nó làm gì. Đúng rồi, bọn trộm cướp manh động lắm, nhỡ nó động chân động tay thì khổ. Em không bỏ, bao nhiêu mồ hôi nước mắt của chị, em không để nó cướp được. Em... Người mẹ. Hôm nay ba được về sớm, hết quá. Ừ, lâu lắm ba mới đi đón con đúng giờ. Mình về nấu cơm nha ba. Bà nội vừa gửi lên bao nhiêu là rau củ. Thế cũng được, nhưng hôm nay cô Uyên lần đầu đến nhà mình chơi. Em có phiền không? Nếu em không thích thì đi ăn nhà hàng cũng được. Em cũng thích nấu ăn ở nhà hơn. Em sẽ nấu món gì đó thật ngon cho ba con anh cùng ăn nhé. Cô Uyên là nhất. Để cô xem bà nội gửi cho cô tí rau gì nào. Ôi, sao vậy em? Rau hỏng hết rồi anh à. Từ hôm mẹ gửi ra, anh cũng chưa sờ tới. Ba với con toàn ăn nhà hàng thôi cô ơi, chả nấu ăn bao giờ. Tuần nào bà nội cũng gửi rau lên, nhưng lại hỏng hết thôi. Bà nội chăm hai cha con ghê ha. Bà nội có vườn rau rộng lắm cô ơi. Bà bảo bà trồng rau chỉ để cho ba ăn thôi. Tuần nào bà cũng gửi lên cà chua này, khoai tây này, rồi cả những rau gì nữa mà con không có biết tên. Mẹ lúc nào cũng coi anh như trẻ con vậy. Rau gì anh thích ăn, mẹ đều cặm cụi trồng rồi gửi lên. Mà anh thì bận quá, chẳng có thời gian mà nấu nữa. Mẹ anh mà biết rau của mẹ héo hết thế này, chắc mẹ buồn lắm. Mấy củ khoai tây vẫn chưa hỏng cô này. Cô nấu món canh sườn hầm khoai tây đi cô, cháu thích ăn món ấy lắm. Ơi, cô cũng thích.
cô cháu mình hợp nhau ghê. Nếu cô Uyên là mẹ cháu thì lúc nào cháu cũng được ăn cơm ở nhà và ăn rau của bà nữa. Bà ơi, cô Uyên nấu canh khoai tây ngon như bà nấu vậy, cô ấy cũng hiền nữa. Thế à, cô Uyên nào thế con? Cô Tí lại nói nhăng nói cuội rồi. Dạo này mẹ gầy đi nhiều. Mẹ vẫn khỏe lắm, con mới gầy đi đó. Con đang lo lắng chuyện gì, đúng không? Chỉ có mẹ là hiểu con thôi. Mẹ ơi, nếu con nói con đang yêu một cô gái thì mẹ nghĩ sao ạ? Thì mẹ ủng hộ cả hai tay chứ sao nữa. Mẹ nói thật ạ? Vợ con đã mất cũng 5 năm rồi, con cũng cần có người bên cạnh chia sẻ buồn vui chứ. Nhưng con cứ băn khoăn, chuyện mẹ kế con chồng có bao giờ tốt đẹp? Con có tin người con yêu là một cô gái tốt không? Con tin chứ ạ. Nhưng tốt với con là một chuyện, còn tốt với cô Tí hay không lại là chuyện khác. Làm sao cô ấy có thể yêu thương cô Tí như chính con cô ấy sinh ra được? Mà con thì không bao giờ muốn cô Tí phải chịu thiệt thòi. Có một chuyện mẹ phải kể với con. Chuyện gì vậy mẹ? Mẹ là mẹ kế của con. Mẹ là mẹ kế của con ư? Đúng vậy. Mẹ lấy ba con khi con chỉ vừa hơn 3 tuổi một chút. Ngày sau đó, cả nhà mình chuyển ra Bắc. Còn quá bé, con không thể nhớ được. Nhà mình cũng không có người quen nào ở đây, nên không ai biết cả. Mẹ cũng dặn ông bà nội ngoại đừng nói gì về chuyện này, để con được lớn lên hạnh phúc như bao đứa trẻ khác. Mẹ là mẹ kế của con. Ba ơi, ba lại đang nhớ cô Uyên phải không? Ba đang nhớ bà nội của con. Bà nội à? Bà nội tốt nhất trên đời ba nhỉ? Ba là người mẹ tốt nhất của ba. Mà Tí này, còn con muốn cô Uyên... Cô Uyên sao ạ? Cô Uyên sẽ trở thành mẹ của con. Có chứ ạ. Con rất yêu cô Uyên. Ba, có thật là cô Uyên sẽ thành mẹ của con không ạ? Đúng rồi, con trai, sẽ sớm thôi. Bài học làm người. Suất của chú đây ạ. Cảm ơn cô. Dạ, của bà đây. Cảm ơn. Nào, khẩn trương lên. Sao cháu lại đứng xếp hàng một mình thế này? Ba cháu đâu? Ba cháu đã bị sóng thần cuốn trôi, có lẽ đã mất rồi. Thế còn mẹ cháu, nhà cháu ở đâu? Đằng kia chú ạ. À, nó đã bị sóng đánh sập nát hết rồi. Đến giờ mọi người vẫn chưa tìm thấy mẹ. Cháu mặc vào đi, kẻo lạnh. Thế còn chú? Chú là người lớn mà, cháu đừng lo cho chú. Dạ, cháu cảm ơn chú. Cháu bé, chú cho cháu này. Dạ thôi ạ. Chú đã cho cháu mượn áo rồi. Cháu không thể nhận của chú nhiều thế được.
Cháu cứ cầm lấy đi, không phải lo cho chú đâu. Chú không quen ăn cái này. Lát chú có mì gói ở trong các xe cứu trợ rồi. Nào, nhận lấy đi cháu. Hàng người xếp hàng dài, thì đến lượt cháu, có khi đã hết đồ ăn rồi cũng nên. Dạ, vậy cháu xin chú. Thằng bé chắc đói lắm rồi. Không ăn đi còn đi đâu? Ờ, cậu bé kia, sao cậu ta không giữ lại cái bánh mà lại để lên đó nhỉ? Này cháu bé, cháu đang đói vậy, sao không ăn chiếc bánh đi? Chú ơi, còn có rất nhiều người còn đói hơn cháu, nên cháu bỏ thực phẩm vào thùng để các cô chú phát chung cho công bằng chú ạ. À, phải rồi, con là một đứa trẻ rất ngoan. Cảm ơn con. Con làm lòng chú thấy ấm lắm. Chú tin rằng sau cơn hoạn nạn, thành phố sẽ nhanh chóng hồi sinh. Chính là nhờ vào những con người nhẫn nại, chấp nhận gian khổ và sẵn sàng hy sinh như con trai. Đây là câu chuyện có thật diễn ra sau trận động đất sóng thần lịch sử tại Nhật Bản vào năm 2011. Câu chuyện được kể lại từ một người Việt Nam sống tại Nhật Bản, sau đó đã lan truyền mạnh mẽ trên mạng. Cách cư xử của cậu bé 9 tuổi Nhật Bản đã trở thành bài học làm người trong những lúc khốn khó nhất. Người mẹ. Kết quả xét nghiệm cho thấy chị đã có thai. Tôi có thai ư? Nhưng tôi cũng phải chia sẻ thật với chị, với tình hình sức khỏe của chị thì việc có thai là rất nguy hiểm. Ôi, con tôi! Chị không những bị bệnh giòn xương, mà nhóm máu của chị thuộc nhóm máu hiếm. Không có nhiều người có cùng nhóm máu với chị. Nếu gặp trường hợp cần máu gấp sẽ rất khó xoay sở. Chẳng lẽ tôi phải bỏ con của mình ư? Không ai muốn chuyện đó xảy ra cả. Nhưng trong trường hợp của chị phải thật sự cân nhắc, vì tôi không dám chắc chị có thể vượt qua quãng thời gian mang thai. Có thể con của chị cũng sẽ mắc bệnh giòn xương di truyền từ chị. Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm. Tôi hiểu bác sĩ lo lắng cho sức khỏe và tính mạng của tôi, cũng như tương lai của em bé. Nếu em bé được sinh ra, tôi sẽ cân nhắc về việc này. Chẳng lẽ mình phải bỏ con ư? Không, mình không thể bỏ con được. Con của mình đáng yêu thế này cơ mà. Anh à, em có chuyện gì thế em? Em có thai. Sao cơ? Em có thai à? Trời ơi, chúng mình có con ư? Nhưng không được, em không thể nào, còn sức khỏe của em nữa. Anh rất muốn có con, đúng không? Chúng mình khi lấy nhau đã thống nhất là không sinh con rồi mà. Nhưng em muốn có con, em sẽ sinh cho anh đứa con ngoan ngoãn và xinh đẹp. Trời ơi, em không những bị bệnh giòn xương mà còn bị dị dạng cột sống và thêm nhiều bệnh hiểm nghèo khác. Làm sao em có thể vượt qua khó khăn 9 tháng 10 ngày mang thai? Em làm được mà. Vì sao em biết mình có thể làm được công việc khó khăn này? Ngay cả những phụ nữ khỏe mạnh còn thấy rất vất vả kìa. Vì em là một người mẹ có thể làm được tất cả cho con của mình. Trời ơi, em ngang bướng quá. Hơn nữa, bệnh của em có thể di truyền đấy, em biết không? Nhưng em không thể bỏ con được. Mình biết anh ấy rất mong muốn có con, nhưng anh ấy lo lắng cho mình nên mới thế. Mình phải làm sao đây? 3 tháng sau, chúng tôi đã làm các xét nghiệm sàng lọc trước sinh. Vui mừng thông báo cho chị là khả năng cháu bé di truyền từ bệnh giòn xương của chị là rất thấp. Ôi, vậy ư? Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm. Anh thấy chưa, con chúng ta sẽ không sao, em biết mà. Con chúng ta sẽ không sao. Tôi thật sự rất lo lắng.
cháu bé lớn lên, áp lực xương của chị sẽ rất lớn. Có thể tính mạng của chị phải cân nhắc cho thật kỹ. Em à, bác sĩ nói đúng đấy. Em bị bệnh xương thủy tinh, em nhớ không? Khi mang thai sẽ cần một lượng canxi rất lớn để nuôi con. Mà xương của em như thế, em hãy suy nghĩ lại. Hãy tin em sẽ vượt qua được. Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm. Không có gì, anh hãy chú ý đến sức khỏe của chị ấy. 9 tháng mang thai đối với chị ấy sẽ không dễ dàng đâu. Có vấn đề gì thì hãy đến viện ngay lập tức. Dạ vâng. Anh cứ để chị nhà ở đây để chúng tôi khám. Anh ra ngoài đi. Xin bác sĩ hãy cứu lấy cô ấy. Được rồi, anh ra ngoài đi. Vợ anh đã qua cơn nguy kịch. Nhưng toàn bộ cột sống của chị ấy đã bị dị dạng. Cần cho vợ anh nhập viện ngay lập tức, đề phòng nguy hiểm tính mạng. Vâng vâng, cháu đồng ý ạ. Anh ơi, thôi em không ăn nữa. Em đau lắm. Sao cơ, đến nuốt cháo cũng đau à? Vâng. Khổ cho em quá. Liệu em có cố được không? Em cố được, nhất định em vượt qua được. Đừng bỏ con nhé anh. Ôi, em đau quá. Bác sĩ ơi, cứu vợ cháu với. Xin ông trời giúp đỡ cho cô ấy. Xin phù hộ cho con của con. Ôi, bác sĩ ơi, tình trạng vợ tôi thế nào rồi ạ? Ca mổ thành công, mẹ tròn con vuông rồi. Chúc mừng gia đình anh. Chị ấy quả là một người mẹ vĩ đại. Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm. Anh không cần phải cảm ơn tôi, hãy cảm ơn chị ấy. Chị ấy đã bất chấp tính mạng của mình để sinh con. Giờ anh đã được làm bố, hãy nhanh chóng vào phòng phẫu thuật với chị ấy đi. Ông Nam. Thôi chết, xe xịt lớp rồi. Làm thế nào bây giờ? Xe con bị sao thế? Dạ, hình như xe con bị đâm vào đinh. Xe con bị thủng sâm rồi. Nhà ông ở ngay đây, con để xe đây ông sửa cho. Nhưng mà con quên không mang theo tiền. Con cứ để xe ở đây ông sửa cho. Ông không có lấy tiền đâu mà lo. Dạ. Ông ơi, ông vào ăn cơm cho xong đã, rồi hãy sửa. Lát tôi ăn sau, tranh thủ sửa cho cháu nó đi, không muộn. Hay quá, ông sửa xong rồi này, con cảm ơn ông. Thôi con về đi, không muộn, ba mẹ lại mong. Vâng ạ, con chào ông. Bà này, tôi tính sẽ mở hiệu sửa chữa xe đạp. Sửa chữa xe đạp ư? Ừ, mình nhàn rỗi, ngồi không cũng buồn. Ông cũng có tuổi rồi, nên nghỉ ngơi thôi chứ còn làm lũng làm gì. Các con ở xa sẽ không yên tâm đâu. Có gì vất vả đâu bà, chỉ là vá lại cây sâm, lắp lại cái xích. Tôi sẽ sửa xe miễn phí. Tôi muốn giúp lũ trẻ, chúng đi học mà hỏng xe. Nhìn chúng dắt xe dưới nắng tội lắm. Vậy cũng được, giúp được ai hay người ấy. Nhưng ông nhớ phải giữ gìn sức khỏe đấy. Được rồi, bà cứ yên tâm. Ông Nam ơi, ông sửa xe giúp con với ạ. Ông ơi, ông sửa sắp xong chưa ạ?
Xe bị hỏng hơi nặng, nên chắc phải một lúc lâu nữa mới xong được con à. Làm thế nào bây giờ? Con sẽ muộn học mất. Vậy để ông đưa con tới trường. Chiều con đi nhờ xe bạn về đây lấy xe. Tới lúc đó là ông sửa xong xe rồi. Dạ, nhưng... Nhưng gì nữa, chờ ông một chút nhé. Ông Nam ơi! Chúng con tặng ông nè. Sao tự nhiên các con lại tặng hoa cho ông thế này? Chúng con chúc mừng sinh nhật ông. Chúc ông tuổi mới luôn mạnh khỏe. Sao tụi con lại biết hôm nay là ngày sinh nhật của ông? Ông luôn coi chúng con là người thân, luôn giúp đỡ chúng con rất nhiều. Vậy nên chúng con cũng coi ông như là ông của chúng con vậy đó. Đúng rồi ạ. Mà người thân thì phải biết ngày sinh nhật của nhau chứ ông. Ông cảm ơn. Cảm ơn các con. Ông vui lắm. Đúng là không gì vui bằng đem hạnh phúc tới cho người khác. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.